Thưa quý vị, không chỉ tấp nập vào những ngày cuối tuần, mà ngay cả những ngày trong tuần, một số cơ sở du lịch cộng đồng tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà cũng luôn đông khách. Vậy những yếu tố nào đã giúp cho du lịch cộng đồng ở Tà Trải hấp dẫn du khách? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Homestay của gia đình chị Lục Thị Vân, người Nùng, thôn Na Kim, xã Tà Trải có không gian rộng rãi, thoáng đãng và yên tĩnh. Cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường sạch sẽ, hệ thống phòng ốc được bố trí hợp lý với nhiều loại khác nhau để du khách lựa chọn. Ngoài những tiêu chí này thì chất lượng dịch vụ luôn được du khách đánh giá cao. Chúng tôi rất cảm ơn vì khi đến với homestay ở đây được đón tiếp nồng hậu, cách bài trí phòng ốc rồi ăn uống rất thoải mái và ấn tượng. Ở đây khác hoàn toàn với những nơi khác, đó là sự thân thiện và có sự giao thoa văn hóa của người dân địa phương với du khách chúng tôi. Đưa các hoạt động của văn hóa ẩm thực, văn hóa tinh thần, văn hóa đời sống của người dân như là trong cái cách sinh hoạt, trong cái cách ăn ở, cái lối sống, thì trong cái suy nghĩ của người bản địa và đem đến cái sự thân thiện đến với tất cả các mục đích của các du khách khác. Không chỉ đáp ứng các dịch vụ tại chỗ ở cơ sở, các homestay này còn liên kết với các hướng dẫn viên là người bản địa, thông thuộc địa điểm và văn hóa dân tộc trên địa bàn, đưa dẫn khách khi có nhu cầu. Khách muốn đi tham quan các ruộng bậc thang hoặc là những cái nhà dân cổ chỉnh tường bằng đất, các dân tộc thiểu số như người Phù Lá, người Mông, người Tày, em văn phòng nào có nhu cầu thì em sẽ đưa đi để cho khách khám phá ở trên Bắc Hà. Từ cách làm có hiệu quả của các cơ sở dịch vụ du lịch cộng đồng, chính quyền địa phương luôn đánh giá cao và dành sự quan tâm, khuyến khích để người dân có cơ hội tham gia phát triển du lịch, tạo sản phẩm dịch vụ dựa vào tiềm năng, lợi thế, mang lại nguồn lợi cho gia đình, địa phương. Các cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn bà con nhân dân thông qua những các cái buổi tập huấn, tham quan, học tập, rút kinh nghiệm để hướng dẫn các cái người dân có cái mong muốn làm cái homestay để tham gia thực hiện homestay. Cho đến giờ là trên địa bàn có trên 20 homestay đang hoạt động rất tốt. Với cách làm du lịch dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương, các cơ sở dịch vụ du lịch có sự liên kết chuỗi, cùng với đó là phong cách phục vụ nhiệt tình, thân thiện, mến khách đã góp phần thúc đẩy cho du lịch cộng đồng ở Tà Trải nói riêng và Bắc Hà nói chung phát triển bền vững.